Để tiếp theo đây là bài Nang Thơ Cẩm Tú. Bài này Đức Thầy viết tại Nhân Nghĩa, ngày 29 tháng 5, năm Canh Thìn. Trời thanh lặng gió đưa hiu hắt, ngồi thơ phòng thân bắc lạnh lùng. Gắm sát trần còn cách chi cội thung, đâu có được cái dù mùng quạt gió. Cơn mừng vui nào ngờ lối ó, dội bay ngang rồi xót ca đi luôn. Chữ ngắm ngồi lụy ngọc kiểu tuôn, nào phải giống chim muôn điệu thu. Lìa quê hương quanh câu nghĩa ơi cô bời xa cơ phàm, hắc vi thủ đã lâu. Cuộc lung tung rối đắm trời âu, nên còn ngại bước đường trở gốc. Tiếng riêng tan tay nghe thành đi thoát, trăm mấy ngàn nhà bốn đảo mơ. Con lạc cha con hỡi u ơ, thầy xa cớ ngẩn ngơ thương mơ. Ngóng trong chờ dẫn thời đưa đến, đi đằng chung cùng một kỳ tiết huynh tương. Cây ngô đồng hứng vẽ đường sương, cho chim phụng mặt tình xè muôn. Cánh sum dày mây lạnh bay tủa, cả trời nam lưỡi búa thiên lang. Chữ thánh hiền mới được nôm na, ta thọ chi hô hào trung nghĩa. Giống hiền xưa bây giờ mới tiểu, dốc khi chờ ngày bông mi trổ thơm thoáng. Tuy ngày nay chưa được ấm mi no, sao được giữa nơi non nhược thủy. Đây trưng bày khuyên dình căn kỹ, đờn những câu tỉ mỉ trung hồn, cho người lành giả bắt kỳ nôn cúi đầu trước quy y Phật kỳ pháp. Quảng chi thân bị mưa nắng táp, nơi sang vào ấm áp mặt ai. Dè cho dân lập chí ở đâu mài, khóa tàn ốc tinh thần vô nhược. Thân nặng nề như chim ô tước, quyết làm xong mấy cầu đã xong ngân. Nên chẳng màng bao ngọc châu trân, miệng con thảo nhường ân thánh đế.
hùng dựng nên thời thế xa chi loài trùng dế nhỏ nhen. Dội đem lòng cương thi ghét hen, thêm cùng bớt tiếng kèn lời quen. Chung mâm tí ngưu đầu má diễn đang trong ngày, tới số bác hồn. Cõi âm thần bệnh sai dịch ôn, chờ mãn bước ra tay bè hồng. Cửa tiếng ban hai còn phai cổng, nhà trai tương cửa đóng then gài. Con nào hiền thì vẹn thảo ngay, đứa ngộ nghịch một mai đức ký cổ. Nhìn gương kiến sao không biết cơ hổ lũ gian thần, nào biết cổ tông. Làm âu sầu một góc trời đông, bị miệng sói thổi lòng tìm vết. Văn can thường đem ra bài trích dạch chỉ lời cổ tích người xưa. Nghĩ gì đâu có cuộc dài bừa, cho lăn lóc những người mới tình. Phải chi Phật lấy ngay bình tình, đưa cho trần được tình chút tâm. Mãi để câu chi diệu thầm thầm, cho sanh chúng rừng lâm ni khó mờ. Được gió nhẹ ngờ đâu dễ thở bóng như giông luồng âm khi nặng nề. Phải ngóng chờ cho phụng gặp kê, ấy thời đại thánh tiên trổ mặt. Càng nhìn dân lòng tơ siết chặt đau chi bằng đau khúc đoàn trường. Ước sao mà thuần gió bươm trương, đọa bát nhã rước tôi lương đông. Ngày vui tươi cũng đà lo bóng, cỡ sao đời còn mãi say sương. Không tìm thầy đăng hương phước thừa, ngài lắp hồi tay chinh nhành quê. Trao thân phận rạng danh nếu để thỏa vàng thầy nơi chúng mây rồng. Đừng chia lìa bắt tổ nam tông, chỉ biết giống lạc hồng thường cổ. Tai nghe chi những câu ai ơ, lòng ni từ bi chớ cố lời dèm. Đạo hiểu rồi
người ngon tờ gọi nem, tuy gọi thế lắm lem trần tục. Mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, dữ dạ trong rừng đục mới màu. Thân bần tăng mặc bộ sồng nâu, cuộc thiên lý một bầu đều hàng. Đến kỳ thế danh thầy chạm đi bảng, trên đài cao gọi các linh hồn. Nay ngu khờ len loại hương thun, sao đắc đạo tiếng đồn bốn biển. Chẳng giới sâm ra tài sửa kiện, kể cùng ca nghi lửa tuyên con lành. Tuy lại tăng không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dài dỗ. Đời phải biết suy kiếm nghiệm mi cổ thông cơ đồ, dựng nghiệp thánh hiền. Ta quyết lòng dứt nợ hoang khiên, cứu ba tánh khỏi nơi lao khổ. Gà lôi sớm mượn quay tố hộ, có một ngày rớt lốt khi hộ hang. Nhu hiền hòa như khắc thắng can, đời cùng đạo bi quan ly hiệp. Tâm lòng thành gian chung chớ kiếp, đức từ bi tiếp dân linh hồn. Nén hương nguyện cầu với Phật tôn, ban phước huệ cứu nàng dương thế. Nhớ thở nhỏ nhờ ơn nghi bồng bế, nay được nên ni dây dễ trưởng thành. Ngắm cuộc đời hai chữ trượt thanh, thân hành đạo giảng danh khắp chung. Nhưng ngặt kia nỗi gặp đời hỗn độn, câu quân nghi thần phụ tử ra trời. Khuyên tu hành hao sức tổn hơi, chẳng hề mở miệng ra than trách. Hãy bỏ dứt tâm tình kêu cách, cả khi con lành khá chọn ai đường. Tuy thân thầy lướt cuộc gió sương, mà thỏa chí tan bồng nị hồ thi. Câu trưởng phu là trang nghĩa sĩ, chứ anh tài của đấng trung lương. Phần tu hành đang bạc rau tương, miễn cầu được an khương bốn bề. Rung chuông lành bằng muôn tiếng kể, gọi hồn người hành thiền truy kinh.
xa khuyên dân hẹn có sơn minh, chiều ba tanh nước cầu thề hài. Miệng tâm được hư vô tồn tại, sống mi ở trần hối cải tiền phi. Sống làm sao vẹn chữ tu mi, sống dùng dậy lâu mài nam tử. Tự như nhiên hoài phong má tiên tư, bút thần linh ý mượn mực tay đề. E dương trần công diệt trễ bê, nên dục thúc nhân sanh cài cây. Dũng bá nhà lên dây đợn khải, lo cho đời quên dốc mớm gầy. Ngài hằng mong gặp hội rồng mây, xanh men mét cũng thay thịt xác. Đi tới đâu giúp người khao y các, ngặt giếng sâu khói bút kỳ màu đầy. Trong suốt ngày làm việc lấy quay, dùng giấy mực trưng bày đạo đức. Biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật giáo. Nương hùng phong trỗi dòng cuồng ca, ca cuộc thế ca cầu huynh đạo. Buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo khói mịt mù, văng nghi xác đầy đường. Cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cu lập đi bập. Mặt nước biển lô nhô lặng nghi hợp, chim đua bay ơi cá lại tranh mồi. Ngọn thủy triều nô nước sục sôi, bầu trái đất một phen lung chuyển. Ta là kẻ tu hành thiện kiến, xét thế trần luận biện đổi điều. Chớ đâu nào bài viết trớ trêu, muôn giác tỉnh người mê trở lại. Mong sanh chúng học đều thông mi thái, rèn tâm mi lành bạc ái trao triêng. Hành đạo thiền cấp cấp sớm khuya, lòng thương chúng quyền rằng nghĩa đủ thế. Mà nào khác chợ chưa đổ ế, ban ra rề ít kẻ hỏi muôn. Mạng lo theo lối mới tranh đua, lại bỏ ngón xe xua học thức. Thân hèn yếu lại vô năng lực, chẳng tìm nơi thuốc nhiệm sửa gân. Miệng toàn lời bắt
trước Chúa Tần, muốn chôn sống anh tài nhu sĩ. Nhưng mắt khi phải từ bi lập chí, lượt cùng thao thao lược dèn hai. Của thần tiên đàn sắp sẵn bài, nhờ ơn mọn giúp thêm chí càng. Miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, hàng bút thần thơ đã đề khai. Khó làm cho hiền thánh lung lai, chỉ tươi nước dùng phần cây quê. Thêm mắt khoải tay chàng nhạc nghĩ, cần thầy xưa định việc an dân. Tiết trung lượng hiểu nghĩa ra ngần, ân bàn cử mẹ ghi chạm thịt. Luận sơ sơ cho dân nghi rõ tích, để chờ ngày quan võ hô phong. Ban cho đời thoát chứ cay nồng, nay dục túc cầu quân tu kỳ. Ngày nào mà Phật tiên nghi tòa chỉ, ấy thời lai bình trị muôn dân. Khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Theo dõi gót người xưa mới kịp, dừng mây lành ngôi sắc khi hào quang. Phật thánh tiên đông độ lướt khi sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đã khởi sắp, chỗ tài hay biển lấp phi non dời. Dưới cùng mi trên ni ám đàm, khi trời cả thế giới mưa hoàng gió thuần. Tạo nền mong thánh quân đặt vững, nơi triều ca gãy dừng tôi hiền. Giờ mắt câu thiên lý dị nhiên, nên còn đại thiên hoài nấy lình. Có tình đời ít câu cung thịnh, mong mi can quan vào cửa xem tuồng. Có cùng cây điệu thú chim muôn, nhân giới vất quần lai bồn tanh. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đau nhà. Đồng hát câu phụ tử khai ca, chúc trăm hoa muôn nhà thành thơi. Bồ đào rượu thanh tràng tiên,
muôn năm cộng lạc ngỡ Chúa hiền tôi trung mình. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục theo đây là bài Diệu Pháp Quang Minh. Kính thưa chư quý thính giả, trong bước nhập môn Phật giáo Hòa Hảo, người tín đồ thường được nghe thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ truyền dạy phải thực hành giáo pháp tứ ân, đó là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Bởi vì muốn đền xong hiếu nghĩa phải giữ vẹn tứ ân, mà tứ ân đã trả thì tội căn chẳng còn. Hành giả đã đạt được con đường tu nhân để lần vào giải thoát, tiến đến cứu cánh của pháp môn học Phật. Chính vì diệu lý ấy mà Đức Thầy, ngoài giáo lý truyền thụ, giáo pháp khuyến khích bố thí, trì giới, Ngài không quên nhắc nhở chúng sanh làm bổn phận công dân đối với đất nước. Ngài phán rằng, bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Trong bài Diệu Pháp Quang Minh sau đây, Đức Thầy vừa nói chuyện thiên cơ, vừa tuyên dương Phật Pháp, vừa mặc khải sứ mạng của Ngài ở cõi ta bà này. Những điểm then chốt mà Ngài khéo léo nhắc nhở là bổn phận người công dân đứng trước cảnh quốc gia khuynh đảo. Sở dĩ Ngài phải nhắc nhở một cách khéo léo như vừa nói là lúc bấy giờ đời Lan Sa thống trị, phép nước nghiêm hình, nếu phát biểu một cách rõ ràng thì khó mà có cơ duyên truyền bá. Trên căn bản u di như những lời sấm ký, kính mời quý thính giả và chư quý đồng đạo đồng theo dõi bài Diệu Pháp Quang Minh của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Gom trí huệ từ bi chớp nhoáng, bồng quang âm ngày tháng dập dồn, ta thừa dân sắc lệnh thế tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Tùy phong hóa dân sanh phù hợp chấp bút thần tả ít bổn kinh, bởi luật trời mở rộng thanh thanh tri phong dọ bất kỳ chuyện kiếp. Giống hồng là kim chi ngọc dịp nay đổi dời, nhiều sơ thấp hèn từ ngàn xưa Phật khi pháp gài thêm, nên ít kẻ tu hành đắc khi đạo. Ta cũng có đôi lời cờ khảo ngắm cảnh đời, tâm não bất cuồng hiểu điên khùng ban rải dưa muôn, khùng đạo đức khùng câu tuyệt diệu, khùng toán biết âm dương kết trơ liệu, khùng quyền cơ khùng đạo thích đi ca, quay bút thần dẹp lô cáo xà, loài độc địa toán trừ dứt khi nọc. Nói tục khi cổ xác khùng để tóc, phải đua chen tập tánh y ông cha, mong dương trần tình dứt khi nào.
vật dục trì chân bất hoài. Cặp mắt thanh dòm xem mê tứ hải, thương nó hồng trần mượn xác kỳ tái xanh. Bởi vì đời dân vật cạnh tranh, nên câu xé cùng nhau thảm nào. Xa chi kẻ ngu si khinh ngạo, vì trên đời nhiều hạng khác nhau. Đấng trung thần và ngọc ước ao, người bội phản ghét dơ đạo lý. Khùng cảm mến truyền câu hồi gì, thà làm hiền mà biết đi non sông. Điên như tan, điên giống tiền rồng, điên gỡ áp xích xiềng thế tục. Chôn linh khứu ba hồi dục thúc, đàn lối âm khói đều im tai. Con lành duyên khá trở gốc hài, điên quyết chí dắt người lanh tục. Đạo mở cửa bài câu minh y mục, nước mà hàng y tươi tắt cái lòng phàm. Cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Tớ vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thành sử danh biên. Mũ cánh chuồng đai giáp mang hi, tuy thô kịch mà tâm chánh trực. Nước văn minh chế đồ ấy nực, màn trao tria xác thịt thanh bay. Cảnh dương trần khó sánh bồng lai, về tiên cảnh sai mùi rượu thanh. Chén quỳnh tương gác đều gái, ngành vui tinh thần bài biện cuộc cờ. Khi thừa nhàn trôi dòng ngâm thơ, bài thi phú thang qua thời thế. Xuống dương gian thân điên nào để chốn hồng trần, đúc cơ quệ liền khai. Cho nam nhi sửa mặt râu mày, hàng phụ nữ dội câu trinh liệt. Ráng bắt chước khi những trang tuấn kiệt, gái anh hùng xưa có trưng dương. Đội quân Tàu cứu vớt cái quê hương, rửa sông hận thụ chồng dốc quy trà. Xưa châu sáng thanh long phải ta ngăn sư đồ, đặng cứu ngủ viên. Nói cho
giết tươi khùng điên, điên giận bị điên câu ai quốc. Giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đào lành bán rải nơi nơi. Mạng chờ trong ba tánh thành nơi, khắp bốn biển liên dây hòa hào. Rừng bác ái điên đời biến ơi ảo, điên như ta về đạo di dân. Điên tu cầu quân thanh giải ân, chốn bốn biển dân lành được hưởng. Điên dẹp gác âm thanh sắc cơ tướng, tầm vô gì kim cảnh nước ghi bàn. Thuyền từ bi thẳng cánh lướt đi sang, qua đông độ giấc người hữu đức. Bể ai hạ gớm linh sớm dứt lòng bồ đề sắc đa giám kình. Cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh, nói chi ấy sửa sang thời thế. Trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lăn về tây. Lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chị anh ơi bàn bạc thể nào. Lời văn thổi kiếm chẳng cao, nỗi quan cảnh tâm vô kỳ vật. Đường đạo đức bước đi tự nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Phải bền lòng chặt nẻo sắc đinh, ráng kiếm chữ bất sanh bất diệt. Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết dạy thốt rồi, pháp bất khả dùng. Nương gia đình kính trọng cội thung, lo nâng đỡ trong ngày tuổi hạt. Thân điên khùng thế gian tạm xác, chén rượu nồng chẳng nếm mà sai. Sai lệ mê lết mất tối ngày, sai đạo pháp sai mùi hương khói. Biết chừng nào chúng sanh vượt khỏi bể ái hà, rứt khi bỏ vẹn lao. Sai như xưa nhầm lúc quỳnh bào, trần di ngủ sai câu thành tựu. Quyết đưa chúng về nơi non thứ tàu lư bồng, ngõ hội quân tiên.
phiền, câu không ngạnh chờ non phùng gai. Thuyền bát đi nhà ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến đi sông mê. Nên phải đành mang lốt quy làm hề, mặc ba tánh khen chê cũng phải. Chê quân tử lòng nhân dạng đại, dốc làm sao nguy rõ mặt khi tan bồng. Nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lòng than bể khổ. Dĩ như loại sanh cầm hộ thố, còn thương nhau lại húng chi người. Đứa hai lòng sao chẳng hổ người, đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ. Dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ bán y ông cha. Thấy dân tình xem giảng ngâm nga, lão xót giả đôi lời trần tố. Đức đi không thánh người sanh đi nước cưới lỗ, ngài còn xưng cùng quyến giả hồ. Xa chi lời đạo chích ni tục thô, kẻ ngu xuẩn khi người nhân đức. Danh hiền sĩ non sông náo nức, giả như hồi chiến quốc xuân thu. Thầy mạnh ra dùng đạo châu du, lúc thập bát chư hầu rối loạn. Bậc thánh nhân công lao chẳng chán, huống chi ta nào dám mi than gian. Thấy đời mê chưa rõ ý Phật đàn, nên tỏ ý khắp nơi đặng biết. Coi ai có chưa bầu nhiệt cơ, quyết dùng đạo màu cứu vớt sanh linh. Nếu để chờ sắm nổ gian thinh, e ba tánh ăn nắng đã muộn. Giảng giới kể ra đà bốn cuốn, ít có người khám rõ cơ quyền. Ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Đêm dài dặn càng dầu tím lùng, chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng. Để làm cho mi mít bụng chỉ hằng, nơi cung nguyệt chờ trong mòn già. Thiếu chi kẻ đặng chim bẻ ná, hiếm đi bao người đặng cá quên nôm. Ưa
chẳng thèm kể cha hiền trong đời. Trướng ban xương đành quên nhân, ngờ nỡ phụ phàng vua Tống Khâm Tôn. Xem chuyện xưa mà bắt hết hồn, gớm cho kẻ thay lòng đổi già. Ra tận cõi ít ai còn lại, dùng mưu thần diệt nghi tháp nhạc phi. Thương trung thần ghét nịnh mặt lì, dám thiết kế hại tôi lương đông. Thở hiến đây có nhà hỏi đồng, cũng chuyên quyền muốn tím mi gian sang. Nhờ tương ý đồ thiết lập liên quan, nghiệp nhà hơn mới ăn một lúc. Cảnh gian nan như lưu hoàng thúc, qua ở nhờ viên thiệu dung thân. Quan công y hầu dình chặt nghĩa ân, dược năm ải về thăm huynh trường. Kẻ nghĩa khí thiên kim dạng lượng, lũ đình thần sách sử nào khen. Xem tích xưa thẹn với bóng đèn, đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa. Coi sự sống như tiên nữa nữa, mê mọi thơm như cá lục châu. Sao chẳng lo thức tỉnh hoài đầu, cho khỏi thẹn với người thiên cổ. Các cô độc là nhà bá ơi hộ, còn đành lòng bố thí xả thân. Chớ vinh qua phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu bao. Chẳng sớm lo chần chờ sợ, lão e sau này tâm não đoan trường. Lũ vàng hùng mang lấy quà ương, trời đất xử những người bội phàn. Phải trỗi dậy nương dây hùng tráng, chữ đại hùng đại lực khi từ bi. Vậy mới trang quân tử nam nhi, thân dốc dạng hai câu ngay thào. Đời cũng lắm bao người giái áo, nương bả dinh nhiều hàng túi cơm. Thấy dân ngu trong già sẵn hòm, quyết kiếm thế đặng toan lừa dối. Ngọn bút sách chỉ đường người tối, gậy kim can đưa chúng lên đàn. Kiếp đường theo trực chỉ tây phan đơn,
lạc tìm nơi an dường. Dẹp cày cáo dùng cây thiện trưởng lánh ta bà coi thế đua chen được vinh quang ấy khinh bị kẻ hèn bạn phản bạn như ngươi bồi kìm trên mặt đất hàng người ấy hiếm mà thấy tiền mù xô xuống giữa dòng nhìn trịnh hâm lão bắt mùi lòng than cặn kẻ kêu dân sớm tình viết ít câu cho đời ngắm dình phần tài sơ xin hãy thứ tha yêu nhân sanh trỗi dòng hùng ca tạm nghiêng bút vẽ tranh thế tạo trong bá tánh nhìn xem mấy châu đáo chớ dội vàng chê lão ngu si rạch lang tâm những đứa vô nghị nhắc sơ tích người xưa trong sự khuyên ba tánh vạn dân gìn giữ lão chúc cầu thiên hạ thái bình đừng trùng càng hành thiền tri kinh mong trên dưới cùng nhau thảo thuận đã thấy lộ cơ trời báo ứng diệt loài gian tầm kiếm mi con tiên nở hồng trần tốt trái tiền khiên ta quyết dẹp cứu nàng dương thế nói chí đức hoàng thang lực chế đời không hay những việc xa vời gặp cơn mưa ta hãy cho tôi lúc hạn nắng từ bi giúp non cánh thế tạo càng ngày thoáng ơi mòn giống vi trùng thường đục phổi tim đến đi cơn đau phương thuốc phải tìm gặp biên thức qua đà lai thế kim giới cổ nhìn xem thế hệ sợ có ngày hoạch tội ư thiên nẻo đục trong càng tỏ cơ quyền mực đã cản lòng yêu chẳng màng ai coi qua xin đừng bỏ lãng gắn công trình dạch lá tìm sâu nay dương trần gặp buổi mưa ngâu phải sớm hứng giọt sương đông hà điên nhân nghĩa điên về đảo cả thôi chào đời khép cửa buồn duyên có thiện căn sớm lại cửa thiện
hiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo, để tiếp tục theo đây là bài Thu Đã Cuối. Kính thưa chư quý vị, nhận định thói đời thường nhiễm cửu nghinh tân, ưa dị kỷ, uống nước quên nguồn. Do đó người ta dễ sa vào hố sâu tranh chấp, chia rẽ hận thù. Gió bất bắt đầu thổi, cám cảnh sanh tình, ngài cầm bút làm thơ. Ngài kêu gọi chúng sanh nên gác bỏ hận thù, kiên trinh mà tu học. Bởi vì ngài trả quả đã gần kề, lũ bạo tàn tất tả nay mai, còn người lương thiện thì hưởng được hồng ân tam bảo. Điều cần nhất là phải đoàn kết, phải hài hòa, phải làm bổn phận chấn hưng Phật Pháp, và phải tu sao cho kẻ bạo khâm nhường. Riêng phần của Đức Thầy, dù có phải chịu muôn ngàn cay đắng, ngài vẫn cương quyết thi hành sứ mạng cho đến bao giờ. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Xin trân trọng kính mời chư quý thính giả đồng theo dõi bài Thu Đã Cuối. Thu đã cuối bất lai rai thôi, xét cõi lòng chẳng nỗi thương tâm, canh tràng thốn thức đứng nằm, phiền ba xe ngựa ồ ầm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn quay mũi giết, chăm vào nghiêng chi xiết ngại ngùng. Cùng bung sao lại khuấy bung, một bầy ngơ ngác coi tùng còn xa. Thấy tăng sĩ thiệt thà ích kỷ hại nhân, ôi đời im cứu nghinh tân, rùng rùng xó bỏ Phật thần thánh tiên. Làm cho lão nửa phiền nửa tội, ước sao mình như cội trên trăng, đặng soi khắp cả dương trần cho người trong tối đặng lằn điện quang. Kể đến lúc băng ngàn đất khách, đêm thân này cắt mạch sầu đông, dầu ai trao đổi lạc nồng, trao chùa chế ngọt tấm lòng chẳng đau. Nhưng nghĩ lại heo xào phổi biết gốc lành sao cõi không dình, ngã ngào tiếng kể lời kinh, ơn nhờ chư Phật quái thánh giáo truyền. Thân làm đạo ba diện dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bãi rồi thành lại nên tuồng
vạn dân hướng được nước nguồn mà trái một lúc cuộn ba sóng dậy chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi trời đã sắp đặt ly kỳ tới ngày trả quà ấy ầm ĩ biết kỳ bao thọ cho kẻ khát khao đạo đức danh thánh tài thơm rực non sông theo đòi hốc cổ của ông nguồn văn kêu gọi người đồng tâm ý tu lòng đừng chất khi môi thổ chi cả lũ bạo tàn tất ta nay mai bay lâu khoe giỏi khoe tài trời xanh rọi thâu diệt loài kêu căng lời ta nói có ngàn lắm nhỉ để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm điều đàn trỗi khúc quyền thâm nhà nghề chọn bản tri âm đi đâu nào giọng tăng sĩ thanh thao như kiến hẳn đã lâu sông giếng càng mòn có cây khô nay nhờ mưa đượm mà còn khát khi khao nghĩ đến đây gió ào ào thôi ngẩn mình ra nhìn ngọn đông phong Khổng Minh nhờ gió dùng công còn ta nhờ được mũi mồng bay tan khuyên chớ chấp đi kẻ lòng lan soi để đức lành ta rọi khắp nơi non sông rực rỡ chối ngời manh gương Phật đạo soi đời cổ kim nhân loại sẽ khỏi chìm bể khổ khắp đi muôn loài nguyện độ siêu thăng kể chi miệng môi lưỡi lằng mắt tình thế sự gọi thằng hay ông chớ chia rẽ phải đồng tâm mi lực khua dòng vàng đành ni thức đi bốn phương chân hưng mi Phật giáo học đường dưới trên hòa thuần chọn đường quy nguyên tay tăng sĩ gậy thiền quyết cưới nắm lần bụi bờ xuống thầm lên đèo dầu cho ai gặp lắm mi hầm beo từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng đâu
bực mình đeo đắm pháp thân, chờ cơn gió tạnh sẽ lần bước kỳ ra. Thấy thiện tính chan hòa giọt lụy, tâm nào nùng chạnh nghĩa xa vời, chim trời dựng ổ chiều mới, bầy con chiêu chích cả đời nhạn thân. Còn một quý đoạn mưa tận nắng ơi, sợ trái qua rồi việc dở quá hay. Thế gian sẽ biết thánh tài bế bồng con dài, hát cái bài khải ca. Ai mà được trong qua cảnh ấy, cõi phúc ở nhà tạo lấy mà nhờ. Thương đời ta ít lời thơ, nẻo tổ dân sự còn chờ dịp nào. Phận tăng sĩ nại bao gió bụi, miệng số lòng tháo cuối ta bàn, theo đòi gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm chí tầm ra đạo màu. Cả dạng vật chung bầu thế giới, vì quán thù dựng bãi chiến trường, cũng đồng xưng bá xưng dương, tranh quyền đoạt lợi đớm đương sẽ dành. Ta nguyện một lời hành chánh đạo, chẳng phải người thông thạo hoàn toàn, nhưng mà gắng chí kiêu gian. Người ôi thức tỉnh lánh nàng tu thân, nguồn bạch thuế trong ngần mát mẹ, một khi rưới vào độ kẻ chúng sinh. Thần thông phép Phật ý muôn nghìn, cõi lành nắm chặt ác mình thành thôi. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi, dùng tinh thần chống y chói quỷ tàn, đừng cho chúng ai đến nay gần ta, nhân sanh còn hời ngà ngà giấc sai. Phật khi tiên thánh muôn loài dáng vật, cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đường mây, trầm luân quan nghiệp càng gây thêm hoài. Ta chỉ dốc tầm đài nguyệt cơ kiến cho dương trần, rồi chuyển sai lầm, định thần dẹp mi hết đi tà tâm, quần lai bổn mi tánh thần khâm quỷ nhường.
bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gắm cuộc đời cái bóng theo hình. Tu hành đâu kể nhục dinh, ta làm bổn phận ngạo khinh ni mặt đời. Đầu ngưỡng dòng đất trời minh, chứng tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Lòng trẻ tháo biết đoạn biết cơi kết, phi xác phàm mê mệt đâu này. Băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thấy biển khổ đau an, lòng đặng sông thuyền ra cứu vớt sanh linh. Miệng cho ba tánh dạng mình, hết cơn bệnh tật hết tinh đạo tàn. Cuối nhờ nước má mắt mẹ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn bao sớm rửa lòng bận nhân. Để ma bệnh theo hở bén gốc, thần chết kia nghi ôm hút bên mình. Đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cùng dình cốt xương. Nỡ đâu lại dài bữa đồng loại, cũng gốc ngày thượng đế xuống trần. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng qua ghiền cánh nơi tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt cái cảnh khổ muôn phần ôi ám, ganh ghét hờn thì tham muôn bề. Khuyên trong nam nữ chờ quê, cuối đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Tu cho kẻ bào khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửa quyền chờ trong.